Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ nói về tử vi tuổi Kỷ Sửu trong năm 2020. Trong năm Canh Tý là năm may mắn vì tuổi Kỷ Sửu và tuổi Tý nhị hợp. Tuy nhiên trong năm Canh Tý này thì tuổi Kỷ Sửu phải đối mặt với nhiều biến động trong cuộc sống của mình bởi vẫn vướng vào một trong ba năm phạm tam tai. Để nghênh đón Thái Tuế năm 2020 Canh Tý, Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế phù làm bùa may mắn cho mình. Để nghênh đón Thái Tuế năm 2020 Canh Tý, Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế phù làm mùa may mắn cho bạn tuổi Kỷ Sửu trong năm này. Bạn hãy liên hệ trực tiếp với chương trình để nhận được món quà này nhé. Và ngay sau đây Phong Thủy May Mắn sẽ phân tích về tuổi Kỷ Sửu năm 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh nạp âm là Tích Lịch Hỏa, có ngày sinh từ 26 tháng 1 năm 2009 đến ngày 14 tháng 3 năm 2010. Tiến sang năm 2020, vận trình của người tuổi Kỷ Sửu năm Canh Tý sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, Thái Tuế Tý Thủy tọa thứ tài cát tinh, thương quan sinh thứ tài mà Thái Tuế Tý và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui vào về. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay là ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bạc bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Kỷ Sửu chứ con giáp này chẳng cần phải tìm đếm. Mất thời gian, tài lộc bất ngờ, hoạch tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan trong công việc cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi. Hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Trong năm phàm tam tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lòng. Lại tiếp, trong năm phàm tam tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, đồng thời làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm thì chuyện học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho thành công về sau. Tuy nhiên trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của Thái Tuế Tý Thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe. Mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình, có thế mới tránh được những tác động xấu lên sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng sức đề kháng, đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân và gia đình, vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để chào đón năm 2020 may mắn hơn, chúng tôi tặng cho bạn miễn phí bùa Thái Tuế phù để treo trước cửa nhà, đem lại may mắn tài lộc, được các thầy khai quang vào lúc giao thừa, và thẻ kim bài Thái Tuế phù đem theo bên mình để nghênh đón Thái Tuế. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Trong sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm Canh Tý cho thấy tuổi Kỷ Sửu trong năm nay có sự suy nghĩ nhiều về việc học tập và có học thêm về các môn khác, tuy nhiên phải chú ý về quá tải trong việc học hành. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, cung đặt mệnh tử vi tuổi Kỷ Sửu nam mạng 2020 có các sao Thiên Quan, Văn Tinh, Lâm Quan, Tiểu Hao, Trực Phù. Đây là bộ sao chủ về có tin vui, học hành, có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên phải chú ý về sức khỏe. Cung xung chiếu tử vi nam Kỷ Sửu năm 2020 có các sao Nguyệt Đức, Tuyệt, Đại Hao, Tử Phủ, Kiếp Sát, Phá Toái, Tuần. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài, chú ý sức khỏe, có người phá hoại hay là chân tay cẩn thận. Chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm Canh Tý thì tuổi Kỷ Sửu cần chú ý về đường tiêu hóa, ốm đau, bệnh tật thì lâu khỏi. Xét về phương diện tài lộc, tiền bạc, tuổi Kỷ Sửu là người biết cách chi tiêu và biết cách tiết kiệm. Tuy nhiên, năm nay cũng chi tiêu nhiều vào trong học hành. Cung nhị hợp của tử vi tuổi Kỷ Sửu năm 2020 nam mạng có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tang Môn, Cô Thần, Phi Liêm,
bệnh. Đây là bộ sao chủ về trong họ hàng có chuyện buồn đưa tới và bản thân tuổi Kỷ Sửu chú ý xe cộ đi lại phải cẩn thận. Cung tam hợp tử vi Kỷ Sửu 2020 nam mạng có các sao Thiếu Âm, Hồng Loan, Hỷ Thần Tử, Long Đức, Dưỡng, Đà La, Triệt. Đây là bộ sao chủ về có tin vui, thêm bạn bè khác giới. Tuy nhiên ra ngoài đặc biệt chú ý xe cộ. Kết luận tử vi Kỷ Sửu 2020 nam mạng sẽ ra sao? Đối với tuổi Kỷ Sửu thì năm Canh Tý là một năm tương đối có. Đối với tuổi Kỷ Sửu thì năm Canh Tý là một năm tương đối tốt, có quý nhân giúp đỡ. Học hành thì đạt kết quả cao. Tuy nhiên chú ý tới sức khỏe của bản thân. Nam Kỷ Sửu những tháng có vận số tốt là tháng 1 và tháng 5 âm lịch. Tháng có vận số xấu tháng 4, tháng 8 âm lịch. Luận tử vi tuổi Kỷ Sửu năm 2020 nam mạng theo 12 tháng âm lịch. Tháng 1 đầu năm mọi việc đều vui, may mắn. Tuy nhiên chú ý mất mát tiền bạc. Tháng 2 vì tính cách cứng rắn cho nên ra ngoài bị bất lợi về lời nói. Tháng 3 có tin tức của người thân đưa tới, tuy nhiên công việc bố mẹ không tốt. Tháng 4 có tang trong gia đình hay là bản thân chú ý xe cộ đi lại. Tháng 5 có tin vui trong gia đình hay là họ hàng có hỷ tín. Tháng 6 thì có tin vui về đường học hành, tuy nhiên chú ý về sông nước. Tháng 7 ra ngoài chú ý cẩn thận bị dao kéo hay là tiền bạc tiêu nhiều. Tháng 8 có người nói xấu sau lưng, tuy nhiên chú ý mất mát của cải tiền bạc. Tháng 9, ra ngoài cẩn thận tay chân hay là sức khỏe không được tốt. Tháng 10, có lộc về tiền bạc do người khác đưa tới. Chú ý, máu huyết. Tháng 11, có tin vui về hỷ tín trong gia đình, trong nhà có thêm người. Tháng 12, trong nhà thiếu hòa khí hay có sự ăn uống đi lại nhiều. Tóm lại, đối với tử vi Kỷ Sửu năm 2020 nam mạng là một năm khá tốt, được hưởng thiên thời địa lợi cho nên gặp được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, trong năm Canh Tý, tuổi Kỷ Sửu phải chú ý tới hạn giao kéo. Năm 2020 Canh Tý sức khỏe nam Kỷ Sửu không được tốt, cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn thì mới mong được mọi sự hanh thông và đạt được những điều mà mình mong muốn. Thứ hai, cùng xét đến nữ mệnh. Về phương diện học hành, cung đặt mệnh tử vi tuổi Kỷ Sửu nữ mạng 2020 có các sao Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Dưỡng. Đây là bộ sao chủ về được tổ tiên phù trợ và gặp nhiều may mắn trong đường học hành. Trong sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm Canh Tý cho thấy, người tuổi Kỷ Sửu trong năm nay khá là may mắn vì được hưởng âm phúc của tổ tiên nên việc học hành đạt điểm cao và các môn học đều được các thầy cô giúp đỡ. Xét về phương diện sức khỏe, năm 2020 chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm Canh Tý thì tuổi Kỷ Sửu cần phải chú ý về đường tiêu hóa hay là ốm đau bệnh tật lâu khỏi. Cung nhị hợp của tuổi Kỷ Sửu năm 2020 nữ mạng có các sao Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Trì, Đế Vượng, Tướng Quân, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Đây là bộ sao chủ về học hành đạt kết quả cao. Tuy nhiên thì tuổi Kỷ Sửu ra ngoài chú ý miền sông nước. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Sửu là người biết cách chi tiêu, biết cách tiết kiệm, nhưng năm nay cũng chi tiêu nhiều vào trong học hành. Cung tam hợp tử vi Kỷ Sửu 2020 nữ mạng có các sao Nguyệt Đức, Lâm Quang, Tiểu Hao, Tử Phủ, Kiếp Sát, Phá Toái, Tuần, Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần, Thiên Không, Tử. Đây là bộ sao chủ về cẩn thận mất mát của cả tiền bạc. Ra ngoài chú ý sức khỏe không được tốt, giao kéo thì phải cẩn thận. Xét về tình cảm gia đạo, cung xung chiếu tử vi Kỷ Sửu 2020 nữ mạng có các sao Tấu Thư, Thiếu Âm, Hồng Loan, Suy. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài quen được nhiều bạn gái cùng trang lứa, học được nhiều kiến thức từ bạn bè. Cung tam hợp tử vi Kỷ Sửu 2020 nữ mạng có các sao Nguyệt Đức, Lâm Quan, Tiểu Hao, Tử Phủ, Kiếp Sát, Phá Toái, Tuần, Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần, Thiên Công, Tử. Đây là bộ sao chủ về cẩn thận mất mát của cải tiền bạc. Ra ngoài chú ý sức khỏe không được tốt, giao kéo thì phải cẩn thận. Tóm lại, đối với tuổi Kỷ Sửu thì năm Canh Tý là một năm khá may mắn. Những công việc gì mà chưa làm được thì trong năm nay đều hoàn thành và đạt được mục đích của mình. Nữ Kỷ Sửu những tháng có vận số tốt là tháng 1, tháng 10, tháng 12 âm lịch. Tháng có vận số xấu là tháng 5, tháng 9 âm lịch. Luận tử vi tuổi Kỷ Sửu năm 2020 nữ mạng theo 12 tháng âm lịch. Tháng 1 đầu năm vui xuân cùng gia đình và có nhiều tin vui đưa tới. Tháng 2 này bố mẹ có sự tiêu pha nhiều về tiền bạc và sức khỏe kém. Tháng 3 tất cả mọi việc đều bình thường, tuy nhiên tuổi Kỷ Sửu chú ý sức khỏe. Tháng 4 có quý nhân giúp đỡ trong việc học hành, tuy nhiên phải suy nghĩ nhiều. Tháng 5 tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, ra ngoài chú ý có người nói xấu. Tháng 6 có tin vui về đường học hành, tuy nhiên tuổi Kỷ Sửu cẩn thận chú ý gặp cửa quan. Tháng 7
được âm phù dương trợ cho nên mọi việc đều gặp may mắn. Tháng 8 trong nhà thiếu hòa khí, tuổi Kỷ Sửu ra ngoài chú ý xe cộ cẩn thận. Tháng 9 công việc làm ăn của gia đình không được tốt, sức khỏe bố mẹ kém. Tháng 10 tháng này tuổi Kỷ Sửu ra ngoài phải chú ý lời ăn tiếng nói cẩn thận. Tháng 11 tiền bạc tiêu pha vào hao tán nhiều, tuy nhiên việc học hành đạt kết quả cao. Tháng 12 trong nhà có sự sửa sang và mua sắm nhiều đồ vật trong gia đình. Tóm lại đối với tử vi tuổi Kỷ Sửu năm 2020 nữ mạng là một năm khá tốt, được hưởng thiên thời địa lợi cho nên gặp được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên trong năm Canh Tý tuổi Kỷ Sửu phải chú ý ra ngoài cẩn thận về dao kéo, đâm phải hay là trong nhà tình cảm bố mẹ không được tốt. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Kỷ Sửu Thái Tuế Phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại ý kiến cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục và hoàn thiện nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.